Mới đây trên mạng xã hội xôn xao với lá thư cảm ơn của một công ty ở Bình Dương gửi đến cán bộ công nhân viên khi kết thúc ba tại chỗ sau đợt dịch Covid-19. Tuy nhiên không chỉ gửi lời cảm ơn đến những cán bộ công nhân đã cùng nhau đến công ty để làm việc theo hình thức ba tại chỗ. Cảm ơn những con người dũng cảm đã bước vào ba tại chỗ, mặc dù biết có sự hiểm nguy để giúp cho tất cả chúng ta duy trì được cuộc sống, giúp công ty duy trì được sản xuất qua tháng ngày điên rồ này. Dù đã trải qua hai lần ba tại chỗ, xem như không được như mong muốn, nhưng rồi cũng đã dần hồi phục, thư cảm ơn viết. Thế nhưng gây chú ý hơn cả chính là những lời cảm ơn những người hàng nhát được viết trong nội dung bức thư cảm ơn. Cụ thể, xin cảm ơn những người hàng nhát đã bỏ chạy khi cần, để từ đó ta biết trân trọng sự hy sinh thầm lặng của những người ở lại. Nội dung bức thư trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều cộng đồng mạng cho rằng đây có lẽ chỉ là một cách để khích lệ động viên tinh thần của các công nhân sau thời gian dài làm việc ăn ở tại chỗ trong thời gian dịch bệnh Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc công ty này gọi những người phải nghỉ làm để đảm bảo công tác cách ly phòng chống dịch là những cái hàng nhát là có phần quá lời. Bởi do tình hình dịch bệnh nên việc phải nghỉ làm ở nhà phòng chống dịch là điều không ai mong muốn. Nhưng vì tình hình Covid-19 phức tạp nên phải chấp nhận để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đồng thời, không ít người tò mò tên của công ty soạn lá thư cảm ơn này và kêu gọi tẩy chay trên mạng xã hội quyền từ chối công việc khi nhận thấy nguy hiểm hay mất quyền lợi trong lúc dịch bệnh căng thẳng là quyền lợi chính đáng của người lao động ở lại ba tại chỗ hay không không thể nói lên được sự hèn ngát hay dũng cảm ở ngoài cũng dịch bệnh nguy hiểm không tiền bạc ăn uống mà dám ở lại bình dương mấy tháng thì cũng rất dũng cảm chứ vì họ vẫn cố gắng bám trụ đến khi hết dịch sẽ quay lại và là lực lượng lao động sản xuất cho địa phương tài khoản al chia sẻ mình đây cũng làm ba tại chỗ gần ba tháng mà chả thấy gì là hy sinh hay anh dũng còn người không đi làm ba tại chỗ là việc của họ quyết định của họ học cao hiểu rộng viết cái thư đúng kiểu độc tài ích kỷ khi nào mà đất nước chiến tranh mà trốn tránh thì hãy dùng từ hèn nhát chứ nghĩ làm để phòng chống dịch mà bảo người ta hèn nhát là quá đáng rồi một bạn chia sẻ hiện nội dung của bức thư cảm ơn trên vẫn đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau thời gian dịch bệnh, thời điểm này ở khắp nơi các cặp cô dâu chú rể đều rộn ràng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ, nhưng đây cũng là lúc các tỉnh miền Trung phải oằn mình gánh chịu mưa bão và lũ lụt nhiều đợt liên tiếp. Bởi vậy những ngày qua, nhiều lễ cưới đã phải bất đắc dĩ tổ chức giữa mùa nước nổi. Mới đây mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh đám cưới đặc biệt của một cặp đôi diễn ra tại Quảng Ngãi, khi bốn bề chìm trong biển nước, cô dâu chú rể phải ngồi thúng vượt dòng nước lũ. Hình ảnh đám cưới này nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Đáng nói biểu cảm cười tươi như hoa của hai nhân vật chính đã chiếm trọn khung hình. Cô dâu ngồi thúng, chú rể hì hục lội nước đẩy theo sau. Đi đến đâu, dân làng đều hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Được biết, danh tính cô dâu chú rể là Khánh Vi và Minh Ngọc, hiện sống ở thành phố Quảng Ngãi. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, gia đình hai bên lại tất bật lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho ngày trọng đại thì bất ngờ gặp mưa lũ. Mưa lớn từ chiều 22 tháng 10 đến trưa 23 tháng 10 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngập nặng. Anh Nguyễn Lưu Kỳ sinh năm 1995, giúp ảnh thực hiện bộ ảnh cưới mùa lũ lụt đặc biệt cho cặp đôi này kể lại. Mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới đều xong xuôi, nhưng sáng 24 tháng 10, mình qua nhà chú rể không nghĩ lại gặp nặng đến vậy. Nước dâng cao nửa người, sẵn tiện có cái thúng mới bảo cô dâu ngồi lên, chú rể lội nước đẩy thúng theo sau. Tuy di chuyển có hơi khó khăn chút nhưng cô dâu chú rể cũng vui vẻ, thoải mái và cười suốt dọc đường. Cũng theo anh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi hiếm khi xảy ra ngập nặng như vậy, thường nước dân ở quê, khu vực vùng trũng. Cho nên mạng rất dâu sáng nay là tình huống hiếm có, không dự liệu được trước. Dưới nước lũ, trên mưa gió, các thợ ảnh phải sắn quần cao bảo vệ máy ảnh để chụp hình. Nhưng đám cưới vẫn vui vì không khí cực trộn ràng, trong cái khó mọi người vẫn lạc quan. Tất cả mọi người đến dự lễ và bà con hai họ ai nấy đều vui vẻ, hân hoan trong ngày hạnh phúc của đôi trẻ.